Thực ra thì Vân cũng phải cảm ơn Bình cũng như là Viettel Construction, bởi vì đây là lần đầu tiên mà Hải Vân chia sẻ về không gian sống của mình. Ô, kia là có phải bộ sưu tập hàng hiệu của chị không ạ? Thực ra cái chỗ đấy là cái chỗ mà rất là nhiều thích. Đây là bộ sưu tập về túi này. Chị có, thực ra sở thích của chị là sưu tập túi và đồng hồ. Thì đây là bộ sưu tập